Rồi đúng ngay đi chưa? Đúng rồi ạ. Tắt lại đi xem nào. Đọc lại xem nào. Đây, trên thầy đang chưa thấy gì đây? Mạng em hình như đang nghỉ sao? Thầy vào từ 8 giờ ở đâu? Từ 7 giờ 57 phút. Em đứng ngoài đợi nhưng không thấy ai cho vào. Đấy, đang connecting như này thì sao vào được? No, not me. Quang Thanh giáo viên, not me. Vào lại link nào. Thì vào đi. Con đang thử vào mấy máy tính em ạ. Vâng. Đây, thì con vào tạm này đi. Này, tí vào được cái xong, đấy con vào đi. Quay. Ok. Không có video à? Được ạ. Nào, buổi trước chúng ta học đến câu gián tiếp. Hôm nay chúng ta xem sang mệnh đề quan hệ relative clauses, ok? Yes. Rồi. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết
Chúng ta có những cái đại từ quan hệ rất là phổ biến. Relative pronouns là who và whom. Who's over? Whom? Oh, whoever, whomever, hay là whose đều dùng cho người. That dùng cho cả người và vật, và which chỉ dùng cho người. Ok? Yes. Nghe thấy máy rồi. Vâng. Tao tao. Nào. Chúng ta có các cái đại từ quan hệ chỉ dành cho người nha. Có who. Who là chỉ người. Whom là sở hữu. Whose cũng là sở hữu, nhưng mà sở hữu của một ai đó. Còn whoever và whomever là bất cứ ai, bất kỳ ai. That là dùng cho cả người và vật. Which chỉ dùng cho vật. Được chưa? Được ạ. Và ngoài ra thì nó có một số những trường hợp cụ thể thì mình sẽ sử dụng what, when, where. Được chưa? Cũng có tác dụng là làm đại từ quan hệ. Được chưa? Đại từ mà được dùng trong mệnh đề quan hệ nha, gọi là mệnh đề cuộc. Được chưa? Được ạ. Và mệnh đề quan hệ thì sử dụng để bổ nghĩa cho một từ, một vị ngữ chủ ngữ, hay là một cái ý nào đó trong mệnh đề chính. Chúng ta có hai mệnh đề ở đây, được chưa? Mệnh đề chính và mệnh đề bổ ngữ. Được ạ. Chưa? Rồi, và những cái từ ngữ mà ý được cái bổ nghĩa này này thì được gọi là tiền đề. Antecedent. Và cái từ mà được bổ ngữ thì sẽ đứng phía trước đại từ quan hệ. Được rồi. Ok, ở đây chúng ta có các relative pronouns, các cái đại từ quan hệ. Được chưa? Và các functions là các cái sử dụng của nó. Who, whom thì đều dùng cho người, được chưa? Who thì dùng cho chủ ngữ. Whom thì dùng cho tân ngữ. Dùng cho who, được chưa? Dùng who và cái từ đó có vai trò là chủ ngữ. Còn dùng whom khi mà cái từ đó là có vai trò là tân ngữ. Which thì thay thế cho cả chủ ngữ và cả vị ngữ, nhưng mà phải dùng cho vật nha. Riêng với vật thì ta sẽ sử dụng which. Tiếp đến of which thì thay thế cho việc sở hữu, được chưa? Ở người thì chúng ta sở hữu là whose, được chưa? Được. Còn ở vật thì nó có of which. Và that thì có thể thay thế được cho rất là nhiều. Được chưa? That thay thế cho hầu hết tất cả. Nhưng mà có một lưu ý. Thầy nói luôn. Khi mà dùng tất cả những cái này thì là trước cái đại từ quan hệ này phải có một dấu phẩy. Nhưng mà riêng với that sẽ không có dấu phẩy. Được rồi. Ok. Được. That thì có thể thay thế được cho tất cả những cái này. Nhưng đứng trước đằng trước that sẽ không bao giờ có dấu phẩy. Rồi đến lượt what thì thay thế cho sự việc. When thời gian, where là địa điểm, nơi trốn, và why cho lý do. Vâng. Ok. Được rồi. Đi lại nào.
Những cái này nó cũng giống giống như kiểu là câu hỏi với từ để hỏi, WH question ấy. Với từ hỏi về người là chủ ngữ thì giờ sử dụng who, sở hữu thì dùng whose, tân ngữ thì là whom, rồi vật thì là which, thế thôi. Rồi thì what là hỏi về sự vật sự việc diễn ra cái gì. Ở đây chỉ có thêm một cái mới duy nhất, đó là từ that. Xong nhớ vào đúng ID của thầy nha. Vâng. Nhiều ID quá. Của thầy để là Trần Mạnh Hùng Personal Meeting nhé thầy. Vẫn chưa thấy gửi cho thầy bài tập của phần câu gián tiếp nha, câu trực tiếp gián tiếp nha. Vâng. Ok nào. Ví dụ này. The house is large. Hãy build it. Đúng chưa? Ở đây chúng ta có này. It has it. Được chưa? Là cái từ mà bổ ngữ cho từ the house. Chúng ta không muốn nhắc lại đúng không? Chúng ta không muốn nói là the house is large and hãy build the house. Đúng chưa? Vâng. Yeah. Chúng ta là it. Được chưa? Nhưng bây giờ chúng ta thay thế cho nó một cách ngắn gọn hơn nữa. Được chưa? Đấy. Ngắn gọn hơn nữa thì sẽ là the house. Có thể là sử dụng that hoặc là sử dụng which. Được chưa? Đấy. That hoặc là which. Sau đó đến hãy build is large. Chúng ta sẽ cho chủ ngữ trước này. Đến mệnh đề quan hệ này. Hay đến đây gọi là đến đại từ quan hệ này. Đến tân ngữ này. Đúng chưa? Vâng. Ok. Sau đó đến động từ và cái còn lại. Được rồi. Tiếp này. The professor. Là ai đấy? Professor. Professor, giáo sư. Vâng. Recently received Tino. I respect him. Thì chúng ta thấy him ở đây. Được chưa? Him ở đây. Vâng. Là một tân ngữ, đúng chưa? Vâng. Him là một tân ngữ này. Và tân ngữ này thì bổ ngữ cho từ the professor ở câu phía trước, đúng chưa? Vâng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ viết ngắn gọn cái câu này lại như sau. The professor. Được chưa? Vâng. Phải ghi lại cái chủ ngữ này nha. Rồi, phẩy một cái. Đến whom. Đây là tân ngữ chỉ người. Nha. Tân ngữ chỉ người. Whom.
và đến cái mệnh đề, cái mệnh đề mà chứa cái tân ngữ này này để mình thay này này, được chưa? Đây cái tân ngữ mà mình thay này này và những phần còn lại, có thể là những cái phần còn lại này có những cái nó không cần thiết thì mình có thể bỏ, được chưa? Nhưng mà thường ấy thì là mình sẽ phải viết lại hết. Ok. Yes. Tiếp đến, chúng ta có hai loại mệnh đề. Thứ nhất là loại xác định, được chưa? Defining clause và mệnh đề bất định, non-defining clause, được chưa? Vâng. Thì cả hai loại mệnh đề này thì đại từ quan hệ đều hoạt động với chức năng như là một chủ ngữ, được chưa? Hay là tân ngữ, được chưa? Vâng. Hay là đại từ sở hữu whose. Được rồi ạ. Rồi, chúng ta vào phần đầu tiên là đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ xác định, được chưa? Chúng ta vào loại đầu tiên, xác định trước. À, phần đầu tiên, đây phải là phần đầu tiên, được chưa? Phần một lớn. Thì đối với những cái mệnh đề quan hệ mà xác định này, giữa đại từ quan hệ và mệnh đề chính thì sẽ không được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy, giống như cái câu đầu tiên này, được chưa? Là mệnh đề này nó có quan hệ với nhau và nó sẽ không được ngăn cách bởi dấu phẩy. Tại vì sao thầy nói là có dấu phẩy với lại không có dấu phẩy, được chưa? Ở cái câu dưới này là phải có dấu phẩy này, được chưa? Và mệnh đề quan hệ xác định này thì sử dụng để bổ sung thêm ý nghĩa thông tin cho cái mệnh đề chính, được chưa? Và cái mệnh đề, cái thông tin ấy, được chưa? Cái thông tin ấy, cái thông tin mà mình bổ sung này này, nó rất quan trọng cho cái mệnh đề chính và chúng ta sẽ không được cắt bỏ, được chưa? Nó một cái đơn giản là gì? Bỏ à, không có cái mệnh đề, không có cái mệnh đề quan hệ xác định này thì câu này nó hoàn toàn vô nghĩa. Tức là nếu như chỉ có mỗi cái gì nhỉ? Cái mệnh đề chính thôi, đúng chưa? Thì câu này không có nghĩa, mà nó phải có thêm một cái mệnh đề quan hệ nữa thì nó mới có nghĩa. Giống như kiểu câu điều kiện loại một, à câu điều kiện ấy, nếu, được chưa, thì phải có cái kia, còn nếu như không thì sẽ không có cái kia, được chưa? Được rồi. Rồi, ở đây chúng ta có bảng tóm tắt cách sử dụng này. Đây, với các cái vị trí vai trò của nó. Subject là chủ ngữ, object tân ngữ, possessive là sở hữu, được chưa? Đầu tiên với people thì sẽ sử dụng với chủ ngữ là who, what, tân ngữ là that, who, whom, được chưa? Ở cái tân ngữ này chúng ta có thêm whom, và thường chúng ta hay sử dụng that và whom trong trường hợp là tân ngữ, được chưa? Còn cái who này này chúng ta thường chỉ sử dụng cho chủ ngữ thôi. Rồi, với vật, vật thì chúng ta sử dụng which và that khi nó là chủ ngữ, được chưa? Cả chủ ngữ và cả tân ngữ thì đều sử dụng which và that được nha, riêng đối với vật. Còn về place là vị trí rồi, đúng không? Vị trí thì không bao giờ có cái nào vị trí làm chủ ngữ cả, chỉ có vị trí làm tân ngữ thôi. Sẽ sử dụng where. Được chưa? Và đây là time. Time là thời gian thì dùng when. Về sự giải thích explanation thì sử dụng what và why, được chưa? Sở hữu với người thì sử dụng whose. Nhớ nha, sở hữu đối với người chỉ sử dụng được duy nhất whose. Còn sở hữu đối với vật hoặc sự vật có thể sử dụng whose hoặc là of which, được chưa? Nhưng riêng người chỉ sử dụng được whose thôi. Vâng. Hiểu phần này không? Có ạ. Cái này giống như kiểu cái phần ở đầu chúng ta ghi ấy. Vâng. Ok.
Rồi, tiếp nào. Chúng ta sẽ vào dạng đầu tiên. Được chưa? Dạng đầu tiên. Khi mà đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ, được chưa? Ở đây nó có 3 dạng: chủ ngữ, tân ngữ và sở hữu. Dạng đầu tiên là dạng chủ ngữ. Được chưa? Vâng. This house, this is the house that, hoặc là which had a great Christmas decoration. Ngôi nhà này thì được kiểu trang trí Giáng sinh rất là tuyệt vời, đúng chưa? Vâng. Rồi, ở đây chúng ta thấy này, để thấy rõ được vai trò của this, của that hay là which ở đây, chúng ta sẽ chia nó thành hai câu. This is the house và it had a great Christmas decoration. Đúng chưa? Thì nó nhìn thấy ở đây, the house, đúng chưa? Là chủ ngữ của câu trước. Và it cũng là chủ ngữ của câu sau. Đúng chưa? Và it ám chỉ the house của câu trước, đúng không? Vâng. Giống như là I buy my phone and it. It ở đây biểu thị cho cái gì nhỉ? My phone. Đúng chưa? Vâng. Rồi. Đó. Thì chúng ta thấy là ở câu thứ hai thì nên thay cái từ it này bằng một cái đại từ quan hệ. Đấy chưa? Vâng. Nên thay bằng một cái đại từ quan hệ để làm sao để cho cái câu đó nó có cái sự liên kết hơn. Đúng chưa? Và nhìn theo cái bảng ở trên này thì khi mà vật, đúng chưa? Đây là vật rồi, đúng chưa? Đứng vai trò chủ ngữ thì có which hoặc là that mới có thể thay thế được thôi, chứ không sử dụng who. Đúng chưa? Tại vì đây chúng ta chủ ngữ đây không phải là người, mà chủ ngữ đây là vật. Mà vật thì chỉ có một trong hai là which hoặc là that. Tiếp theo chúng ta thấy câu tiếp theo này. It took me a while to get used to people who or that eat popcorn during the movie. Tương tự như ở câu này, đúng chưa? Chúng ta tách ra hai câu. Đó có gì? It took me a while to get used to people. They eat popcorn during the movie. Chúng ta thấy đây này. People ở câu trước, đúng chưa? Vâng. Và they ở câu sau đều có mối quan hệ với nhau. Và ở đây chúng ta thấy people là chỉ ai? Người. Rồi, they cũng chỉ người. Người. Đúng chưa? Và theo như cái bảng ở bên trên thì chúng ta có thay thế cho chủ ngữ chỉ người thì chỉ có gì thôi? Who và that, đúng chưa? Vâng. Rồi, như thầy nói rồi đúng không? That thì dùng được hết cho tất cả, nhưng mà khi chúng ta xác định được cái nào dùng who, cái nào dùng which, thì cái mà người ta đánh giá mình ấy, cách sử dụng mình ấy, nó sẽ cao hơn, hiểu chưa? Vâng. Nó sẽ ở cái gọi là gì? High level, hiểu chưa? Ở cái mức cao hơn. Yeah. Đấy là khi mà chúng ta đi thi, được chưa? Chúng ta đi thi các cái chứng chỉ quốc tế liên quan đến các cái bài viết, khi mà mình sử dụng được những cái từ như thế thì nó sẽ những cái từ như này phân loại được rõ ràng ra thì nó sẽ điểm sẽ cao hơn so với mình dùng những từ chung chung phổ biến. Đấy, đây là cái cách để mà có điểm cao trong các cái bài thi. Được chưa? Rồi. Ta nhìn thấy cả hai trường hợp, đúng chưa? Trường hợp thứ nhất là sử dụng với đại từ với chủ ngữ là vật và với chủ ngữ là người, đúng chưa? Thì cả người cả vật đều thấy có sử dụng được that, đúng chưa? Vâng. Tiếp, chúng ta sẽ đến với đại từ quan hệ đóng vai trò làm túc từ hay gọi là tân ngữ. Tân ngữ, được chưa? Vâng. Rồi, như vừa nãy chúng ta thì thấy là người và vật khi ở vị trí là tân ngữ thì đại từ quan hệ có thể được cắt bỏ. Cái này gọi là rút ngắn, được chưa? Giản lược ý, mệnh đề quan hệ, được chưa? Nhưng mà cái việc mà giản lược này ý, chỉ sử dụng trong trường hợp là gì? Informal, rất là thân mật thôi. Còn trong những văn bản hành chính, được chưa? Văn bản hành chính này, rồi trong những cái văn bản rất là trang trọng thì người ta đều phải giữ nguyên đại từ quan hệ,
Được chưa? Hay còn gọi đây là formal English. Được chưa? Vâng. Rồi. Khi mà đại từ quan hệ có các cái giới từ đi kèm, ví dụ như là in which, for which, about which, through which, thì chúng ta sẽ sử dụng that để thay thế cho nó. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta có ví dụ này. Đầu tiên là dạng formal, là dạng trang trọng, lịch sự. This is the man. I wanted to speak to him. I had forgotten his name. Đúng chưa? Thì đây chúng ta có các cái tân ngữ là gì? The man này, him này và his name. Đúng chưa? Đúng ạ. Rồi, thì đây chúng ta nhìn thấy chúng ta sẽ sử dụng là gì? The man is, this is the man to whom. Được chưa? Vâng. To whom I wanted to speak and whose name I had forgotten. Nào bây giờ chúng ta phân tích từng cái đầu tiên. Đầu tiên nó là gì rồi? To whom? The man này và to him này, thì chúng ta thay him bằng whom rồi, đúng chưa? Yeah. Và chúng ta sẽ đẩy gì nhỉ? To whom này lên trước I wanted to speak, đúng chưa? Vâng. Rồi, tiếp đến his name. Anh ấy đúng chưa, là sở hữu, đúng chưa? His name. Vâng. Tên của anh ấy là sở hữu rồi. Thì sở hữu phải sử dụng, đối với người là sử dụng whose, đúng chưa? Với vật thì sử dụng whose hoặc là of which. Được chưa? Ở đây chúng ta phải thay cho cả hai luôn, cả hai cái mệnh đề luôn ấy. Được chưa? Vâng. Và sau đó là gì? I had forgotten. Đúng chưa? Đúng rồi. Chúng ta phải đẩy cái đại từ quan hệ này lên phía trước, được chưa? Lần lượt nha, lần lượt từng vế một nha. Từng vế một. Vâng. Rồi, chúng ta nhìn thấy này, rõ ràng khi nối với ba từ này với nhau thì thấy là him ở vị trí là tân ngữ và có to đi kèm. Và nó từ to him này thay thế cho từ the man. Nên là chúng ta phải sử dụng to whom chứ không thể sử dụng mỗi whom được nha. Và ở đây, his name là sở hữu cách. Được chưa? Sở hữu cách. Và chúng ta phải sử dụng whose name để thay thế vào đó. Thay thế his bằng whose, đúng chưa? Sở hữu. Yeah. Nhá. Rồi. Yeah. Bây giờ ở dạng formal, informal, tức là chúng ta đã rút ngắn mệnh đề quan hệ rồi. Được chưa? Thì chúng ta viết lại là gì thôi? This is the man. Đúng chưa? Tân ngữ chúng ta có thể làm sao? Bỏ đi. Đúng chưa? Sẽ không còn to whom nữa, đúng chưa? Mà bỏ luôn đi sẽ là this is the man I wanted to speak to. Đúng chưa? Vẫn phải để to nhá. Bỏ tân ngữ đi rồi, được chưa? Nhưng vẫn phải để to, chứ không bỏ to đi được đâu nhá. Ok? Không bỏ được giới từ đi đâu. Rồi, tiếp đến là and whose name. Đây mình vẫn phải thay thế cái từ his name này đi. Được chưa? Chúng ta chỉ bỏ được duy nhất là tân ngữ đi thôi. Còn sở hữu hay chủ ngữ không bỏ đi được. Nhá. Vâng. Rồi. Sẽ là whose name I had forgotten. Còn đây là I'd. Đúng chưa? Viết tắt. Có hiểu cái này không? Câu này này cũng giống với cả câu trên này, nhưng mà chúng ta đã bỏ gì rồi? Bỏ whom đi rồi, đúng chưa? Và chúng ta sẽ không đảo vị trí của hai cái mệnh đề trước nữa, chỉ đảo vị trí của cái mệnh đề sau thôi. Đúng chưa? Và cái dạng giản lược này này, được chưa?
nó sẽ thường được sử dụng ở trong cái bài tập liên quan đến cái bài tập về multiple choice. Được chưa? Multiple choice là trắc nghiệm, được chưa? Bài tập trắc nghiệm thì người ta sẽ đưa ra bốn câu. Bốn câu. Trong đó có hai câu hoặc có một câu là sai, một câu là nhầm đại từ quan hệ, một câu là viết đúng đại từ quan hệ nhưng ở dạng đầy đủ, và một câu sẽ ở dạng đúng và rút gọn. Thì mình phải chọn cái rút gọn, thường người ta sẽ ưu tiên cái chọn rút gọn hơn. Đấy. Được chưa? Chứ không đến lúc nhìn thấy có một cái chưa đúng xong lại một cái rút gọn cũng đúng, không biết chọn cái nào. Thì thường người Anh người ta thường hay chọn cách ngắn gọn. Ok. Đấy là trong bài tập về multiple choice. Còn nếu như mà khi mà mình làm việc với lại người nước ngoài, làm việc với đối tác, viết văn phong cho người ta, viết thư hay viết gì đấy, thì mình bắt buộc mình phải viết đầy đủ. Được chưa? Còn trong bài tập thường người ta sẽ ưu tiên ở cái dạng rút gọn. Được chưa? Vâng. Rồi, tiếp. Ở đây, the library did not have the book I wanted it. Đúng chưa? Vâng. Thì đây, it và the book đều có mối quan hệ là gì? It bổ ngữ cho the book, đúng chưa? Vâng. Và nó là tân ngữ, đúng chưa? Vâng. Thì mình sẽ chuyển lại là gì thôi? The library did not have the book. Vẫn phải có the book nha. Vâng. Và sau đó là đến that hoặc là which I wanted. Được chưa? Nhớ là đại từ quan hệ mà thay thế cho từ nào thì đứng ngay sau cái từ đó. Yeah. Rồi, tiếp đến một dạng nữa. Dạng này hơi khó. Nào, ở đây là cả hai cái này thì đều được rút gọn hết rồi nha. Đều được chuyển hết rồi. The house, this is the house where or in which I live. Đây là dạng gì rồi? In which? In which? Tân ngữ. Where là hỏi về địa điểm. Được chưa? Rồi ạ. Rồi, câu bên dưới giản lược đi thì sẽ chỉ còn gì thôi? It is how I live in when I first come to the came to the United States. Đây là ngôi nhà mà tôi sống khi mà lần đầu tiên tôi đến Mỹ. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tách này. Tách ra sẽ có là gì? This is the house và I live in this house. Được chưa? This house là sở hữu của ngôi nhà này. Và đằng trước nó có in. Đúng chưa? Thì đây chúng ta mới có gì? In which? Được chưa? Được ạ. Rồi, đằng sau là when I first came to the United States vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Nhưng về sau nhá, về sau không liên quan. Chỉ có hai vế đằng trước này thôi. Được chưa? Vâng. Và câu này thường sẽ là câu có trong đề thi tuyển sinh của đại học. Được chưa? Nhìn vào đây thì chúng ta nhìn thấy cả hai câu house đều có nghĩa là chúng ta đều cảm tưởng là gì? Nó đều giống như nhau và nó đều là chủ ngữ, đúng không? Nhưng mà không. Vâng. Chúng ta phải nhìn thấy này. In this house khác so với the house. Nha. This house khác với the house. Được chưa? Rồi ạ. Và thường thì là không ai để ý đến cái vấn đề này, thì chỉ nghĩ là how và in the how thay thế cho nhau và viết gì? Viết nó luôn là tân ngữ chỉ vật thôi. Được chưa? Viết luôn lại là gì? This is the how which I live when I first came. Không đúng. Vì sao? Phải có in nữa. Được chưa? Rồi.
Rồi. Ở đây. Nào, bây giờ chúng ta phải phân biệt được cái nào thay thế cho cái nào. Chứ giờ còn 10 phút nữa. Được chưa? Sự vật hay là nơi trốn. Đầu tiên, this is the house. I lived in this house. When I first came to the United States, this is the house in which, đây là chỉ gì? Nơi trốn. Được chưa? Hay gọi là sở hữu ấy. Được chưa? Như thế nói sở hữu ấy. Và câu bên dưới thì lại là chỉ có which và that thôi. Được chưa? Câu này thì lại chỉ sự vật. Được rồi ạ. Và lưu ý này, trong tiếng Anh Mỹ thì từ whom ít khi được dùng và nó có cái gọi là gì? Cái sự trang trọng hơn cái từ who. Và cái từ này thường được lược bỏ trong văn nói. Được chưa? Được. Nếu như mà theo đúng như ngữ pháp thì chúng ta có ví dụ đây là gì? The woman to whom you have just spoken is my teacher, đúng chưa? Vâng. Ừ, đây là dạng ngữ pháp đúng, được chưa? Nhưng mà khi mà nói, được chưa? Dạng văn nói thì người ta sẽ bỏ cái đấy đi. Được chưa? The woman you have just spoken to is my teacher. Cái người mà bạn nói chuyện đấy là cô giáo của tôi. Đấy, người ta bỏ luôn cái đại từ quan hệ này đi nhá. Vâng. Hoặc là người ta không sử dụng whom nữa mà ta dùng who. The woman who you have just spoken to is my teacher. Đấy, ta sẽ sử dụng luôn who. Được ạ. Được chưa? Tuy nhiên, whom không được lược bỏ nếu trước nó là một giới từ. Nha. Được chưa? Được ạ. Vì đại từ quan hệ này có chức năng là một tân ngữ của cái giới từ đó. Tức là whom này sẽ có cái giới từ đi kèm. Được chưa? Do vậy nếu như mà khi bỏ đi thì câu này sẽ thành câu gọi là câu quẻ, không có nghĩa. Ok. Ví dụ này. Câu đúng của nó phải là gì? The visitor for whom. Đúng chưa? You were waiting has arrived. Nhưng mà khi mình bỏ for đi nha, thì nó sẽ không được đúng, được chưa? Vâng. Có hiểu cái phần này không nào? Có. Nhớ nha, là trong văn nói của tiếng Anh Mỹ thì là người ta sẽ bỏ whom đi. Được chưa? Vâng. Đấy là trong văn nói nha. Còn nếu như mà trong văn viết thì người ta sẽ không bỏ đi nha. Tại vì khi bỏ đi thì nó sẽ không đúng. Được chưa? Bỏ tân ngữ đi không đúng, mà bỏ whom đi không đúng. Ok. Vâng. Rồi. Tiếp chúng ta sẽ đến đại từ quan hệ được dùng ở dạng sở hữu cách possessive. Được chưa? Vâng. Và đại từ quan hệ này ở trong dạng mệnh đề xác định nha. Whose. Được chưa? Whose. Là đại từ quan hệ sở hữu cách. Được chưa? Vâng. Và trong tiền đề thì whose có thể chỉ người và vật. Được chưa? Whose có thể chỉ cả người. Được. Chỉ cả vật. Nhưng khi mà chỉ vật thì chúng ta sẽ sử dụng whose hoặc là of which, đúng chưa? Nhưng mà chỉ người thì chỉ duy nhất có mỗi mình whose và sử dụng được thôi, sở hữu. Nha. Người thì không mà sử dụng of which. Nhớ nha. Nhưng vật thì có thể sử dụng of which, có thể sử dụng cả whose, nhưng người chỉ duy nhất sử dụng whose thôi. Ví dụ này, the family were was immediately
given a complimentary suite in a hotel. Is house, nhìn này, is này nha, không có dấu phẩy ở trên. Nha. Is không có dấu phẩy ở bên trên, được chưa? Thì là sở hữu. Nha. Is không có dấu phẩy ở bên trên là sở hữu. Nếu như mà is có dấu phẩy ở bên trên thì nó là it is. Nha. Is mà có dấu phẩy là is, viết tắt của it is. Còn is không có dấu phẩy là is sở hữu. Nhớ như vậy. Cứ không có dấu phẩy là sở hữu. Có dấu phẩy thì không phải. Được chưa? Is house burned in the fire? Được chưa? Thì chúng ta thấy này. The family. Là sở hữu của is house. Được chưa? Thì chúng ta sẽ viết là the family đến whose house, nhà của họ hay là nhà của cái gia đình đó. Được chưa? Được ạ. Rồi, và chúng ta phải viết cái vế của cái từ này lên nha, vế của cái mà mình thay này này lên trước này. Burned in the fire. Được chưa? Was immediately given a complimentary suite in a hotel. Được chưa? Được rồi. Đây là cái dạng, được chưa? Mà ở trong mệnh đề quan hệ xác định sở hữu cách nhá. Tại từ quan hệ ở dạng sở hữu. Vâng. Hiểu không nào? Có. Được chưa? Rồi. Ok. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thôi, được chưa? Chúng ta sẽ tạm dừng ở cái phần đại từ quan hệ mà ở dạng sở hữu cách mà trong mệnh đề xác định thôi nhá. Buổi sau chúng ta sẽ sang dạng ở mệnh đề quan hệ bất định, được chưa? Ở đầu tiên là hôm nay chúng ta học xác định, buổi sau đã học bất định. Ok. Yes. Ok, and question for today. No. Thế đã biết cách chuyển chưa? Rồi. Biết cách chuyển chưa? Rồi. Ok. Rồi, có thể là buổi hôm nay chúng ta chưa học xong cái phần kiến thức này thì chúng ta sẽ chưa có bài tập về nhà, được chưa? Bạn ơi, thầy sẽ xem nếu như mà có cái bài tập nào mà liên quan đến cái vấn đề mà mệnh đề quan hệ xác định này thì thầy sẽ gửi, còn nếu như không có thì thôi nhá. Tại vì là cái bài tập này chúng ta chưa học xong nên là nó sẽ mix cả hai cái với nhau trong bài tập ấy, mà để loại nó ra thì rất là lâu nhá. Vâng. Ok. Được ạ. Ok. Rồi. Goodbye. Yeah. Goodbye.